Tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tất cả các bác. Trong buổi tối ngày hôm nay, Anh Phương này về được một lô hàng mới với số lượng là hơn 50 con dòng vàng cao cấp, và hiện tại Anh Phương đang mang một thùng ra đây để giới thiệu các bác và báo cáo các bác là đang có sản phẩm mới về tại trung tâm điện tử Anh Phương, nơi mà chuyên phân phối thiết bị hàng bãi chính hãng và hàng của các công ty. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm của công ty DB Aquatic. Và ngày hôm nay thì không biết là cái thùng này là thùng gì, không biết các bác có đoán ra cái mã của nó không. Hàng này thì mới nhập khẩu về được từ hôm 28 tháng 10 năm 2019. Hàng mới về xong các bác nhá. Bây giờ anh Phương sẽ mở nó ra cùng các bác tham khảo về cái sản phẩm này. Với những dòng vang công ty như thế này, chúng ta yên tâm sử dụng mà không lo mua phải hàng nhái hàng giả. Bởi vì hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều dòng vang khác nhau, với chất lượng âm thanh khác nhau, và nó nhiều anh em là chúng ta chơi audio vẫn phải trả giá cũng như là mất học phí về những sản phẩm này. Thì đây là một trong những dòng vang của hãng DB Acoustic, các bác thấy không? Mã sản phẩm là S600. S600 với rất nhiều tính năng ưu việt. Rất nhiều tính năng ưu việt. Mời các bác hãy cùng anh Phương tìm hiểu về dòng vang này. Sản phẩm S600 của công ty thì chúng ta nhìn thấy rằng là nó có tem mã vạch đầy đủ của sản phẩm đây các bác. Đấy. Sản phẩm này chúng ta hãy cùng anh Phương khám phá sản phẩm này nhé. Đây là một dây nguồn này. Mở ra các bác sẽ thấy là một dây nguồn với lại một dây để kết nối máy tính. Dây này khá xịn đấy. Cổng USB 2.0. Tức là bên hãng cũng sẵn sàng đầu tư đủ các thiết bị để cho các bác có thể sử dụng. Một dây cổng quang, con này có cổng quang các bác. Một dây cổng quang. Đây là máy của nó. Vang của DB thì em thấy rằng tiếng của nó rất hay. Nó thiên sâu về cái sự chuyên nghiệp. Cái tiếng của nó thì nó chuyên sâu hơn. Nó giống như kiểu chúng ta hát trên sân khấu ấy. Nó kết hợp rất hài hòa giữa echo và dị vật để cho anh em chúng ta có thể hát một cách là nhẹ nhàng và không bị rối tiếng. Mặt của nó khá đẹp đấy các bác nhỉ. Đây là cổng USB. Dòng vang này là đời cao hơn con S510 các bác nhé. Con S510 là đời thấp hơn con này. Con này nó có thể chỉnh bằng tay luôn các bác. S600 nó chỉnh được bằng tay, bởi vì nó sử dụng các nút nhấn này các bác này. Đấy. Các nút mo 1, mo 2, mo 3, mo 4. Nếu anh em nào thích dù sử dụng vang chỉnh bằng tay thì đang dùng con này là hợp lý nhất. Đây là tem chính hãng, có tem mã cảo của nó ở đây này các bác này. Đấy. Công ty hàng tem của công ty DB này. Sản phẩm này được bảo hành và nhập về từ tháng 10 năm 2019. Bảo hành cho các bác 1 năm luôn các bác. Đây là cổng quang này, chúng ta thấy rằng con vang này nó hay ở cái chỗ là nó rất chuyên nghiệp cho anh em chúng ta vừa làm sự kiện vừa sử dụng gia đình. Nó có tới 8 cổng tín hiệu đầu ra. Cái cổng này chúng ta thấy rằng nó không ghi rõ là main nép, main out hay là sub rồi là center, mà cổng này là hoàn toàn là tùy chỉnh theo người setup. Chúng ta có thể tùy chỉnh hai đường tín hiệu đầu vào AUX1, AUX2, hai đường mic vào và phía sau. Đây là mã của sản phẩm này. Và con này hay ở chỗ là nó có hai cổng quang, một cổng quang vào, một cổng quang ra. Nó rất thích hợp và rất hiện đại so với lại hiện nay những dòng TV thông minh là chúng ta sử dụng cái cổng quang này. Rất là hợp lý. Đây ạ. Con vang này thì anh Phương làm cũng khá nhiều và thấy rằng là tiếng của nó rất hay. Rất phù hợp với này bộ cấu hình âm thanh gia đình. Trong gia đình chúng ta chỉ cần thêm một con vang này với một bộ sản phẩm gồm mic, gồm đẩy công suất,
gồm loa và súc là chúng ta đã có một bộ cấu hình âm thanh rất chuyên nghiệp, không cần phải thêm nhiều thiết bị, bởi vì bản thân trong con này nó đã có đủ cả nén, cả nâng, cả nọc, đủ hết rồi các bạn. Nó chả thiếu cái gì. Đấy. Thậm chí ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái tính năng là sử dụng bằng tay, chúng ta có thể chỉnh bằng tay. Núm này vừa xoay và vừa nhấn được. Đấy. Thì các bác có thể gọi cho anh Phương với số máy 097 1998 555. Chúng ta sẽ là chủ nhân và có cơ hội sử dụng những con vang số mà được setup một cách chuyên sâu của một những trong những nhà nghề chuyên về dòng vang số. Các bác biết rằng là vang số nó hay hơn vang cơ rất nhiều. Nếu như đã làm và nghe vang số rồi thì chúng ta thấy rằng là vang cơ nó có cái gì đó nó rất là mỏng manh, nó có gì đó nó rất là sơ sài. Đấy, còn nếu mà nghe chuyên sâu chúng ta dùng vang số nghe nó hay lắm. Số máy của anh Phương là 097 1998 555. Và đây là địa chỉ của anh Phương. Các bác có thể liên lạc với anh Phương theo địa chỉ Google Maps. Đó là trung tâm điện tử anh Phương. Đấy, các bác đọc là đánh trên điện thoại là trung tâm điện tử anh Phương. Địa chỉ là An Lạc Chí Linh Hải Dương. Số điện thoại và Facebook Zalo đều là số 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hãy gọi cho anh Phương để chúng ta có những con vang số chất lượng nhất, hay nhất và chuyên nghiệp nhất. Bởi vì nếu các bác xem kênh, theo dõi kênh của anh Phương thì anh Phương là một trong những người mà thích làm vang số hơn vang cơ. Thích làm vang số hơn vang cơ. Mặc dù làm vang số thì thời gian đầu tư về thời gian rất nhiều, với trí tuệ của nó rất cao, cho nên là cũng không phải là đơn giản. Nhưng chính vì nó hay và nó chất lượng cho nên anh Phương vẫn thích các bác dùng vang số. Đấy, cho nên các bác hãy tham khảo và sử dụng những sản phẩm, đặc biệt những bộ cấu hình từ 25 đến 30 triệu đổ lên. Các bác hãy cho bản thân mình cũng như gia đình rồi anh em bạn bè chính thức được sở hữu cũng như được trải nghiệm với vang số. Chứ còn một bộ cấu hình âm thanh từ 25-30 triệu đổ lên mà dùng vang cơ em thấy nó phí hoài rất nhiều. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.